Sport 247, nơi cập nhật nhanh nhất các tin tức nóng về thể thao Việt Nam và thế giới. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sáng trên kênh của Next Sport. Chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả những thông tin về thể thao qua bản tin Sport 247, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút sáng hàng ngày. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đề ra kế hoạch đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam. Mới đây, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã có cuộc họp với ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam về kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển hướng tới Asian Cup 2024. Sau khi trải qua hai đợt tập trung cho FIFA Days, chiến lược gia người Hàn Quốc đã nêu những ưu điểm của đội tuyển cũng như những vấn đề cần khắc phục trong lối chơi. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik sau đó cũng lắng nghe những ý kiến và đóng góp chuyên môn từ Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia Nguyễn Sĩ Hiển cũng như Phó Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia Mai Đức Chung hướng tới mục tiêu giúp đội tuyển thi đấu tốt hơn khi bước vào Asian Cup diễn ra vào tháng 12 tới. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung trong tháng 11 với quỹ thời gian dài hơn 2 đợt trước, đồng thời cũng sẽ có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Việc đội tuyển không thi đấu giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 11 được căn cứ theo đề xuất của huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik. Các cầu thủ sẽ lấy quãng nghỉ này nhằm bù cho đợt tập trung trước thềm mùa giải Asian Cup 2024, chuẩn bị cho mục tiêu lọt vào trận chung kết của giải đấu. Nguyễn Xuân Sơn chính thức nhận quyết định nhập tịch, huấn luyện viên Kim Sang-sik có triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Sở Tư pháp tỉnh Nam Định đã chính thức tiến hành trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam tới tiền đạo Rafael Sơn, hai cái tên thường được nhắc đến trong thời gian gần đây là Nguyễn Xuân Sơn. Sau khi nhận quyết định, anh xúc động phát biểu: "Cả gia đình tôi đang sống ở Việt Nam, với tôi đây là quê hương thứ hai. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi được trở thành công dân Việt Nam. Tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam và nỗ lực hết sức mình để cống hiến cho đội tuyển quốc gia." Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định nhập quốc tịch Việt Nam từ ngày 20 tháng 9 cho Nguyễn Xuân Sơn, nhưng đến nay anh mới tận tay được nhận. Nếu có sự bổ sung của chân sút câu lạc bộ Nam Định, sức mạnh của hàng công đội tuyển Việt Nam sẽ được nâng tầm rất nhiều để cạnh tranh ngôi vô địch AFF Cup 2024 và các giải đấu quốc tế trong tương lai. Dù vậy, một số người vẫn đặt ra nghi vấn về khả năng huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ gọi Xuân Sơn lên đội tuyển quốc gia. Đội tuyển nữ Việt Nam tăng cường tập luyện, chuẩn bị chinh chiến tại Trung Quốc. Sau khi các cầu thủ thuộc câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất lịch trình tại vòng bảng giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2025, lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung đầy đủ hướng tới giải đấu giao hữu ở Trung Quốc. Chia sẻ về việc tập luyện, tiền vệ Nguyễn Bích Thủy cho biết: Khi mà đủ quân số thì các bài tập của bác nó sẽ nâng cao hơn nữa, giống như là các bài thể lực của tụi em sẽ tăng cường lên nhiều hơn. Đối với nữ thời gian gần đây thì bác đã trẻ hóa rất là nhiều. Thì đội tuyển mùa này thì có sự vắng mặt của chị Quỳnh Như cũng giống như là đội tuổi trẻ Thanh Nhã. Còn đội thì vẫn tích cực tập luyện, giống như là các vị trí đó thiếu hụt thì bác sẽ sử dụng các đội tuổi trẻ. Thì các em trẻ bây giờ lứa kế cận của đội tuyển nữ Việt Nam thì lên cũng bắt nhịp và hòa nhịp cùng đội rất là tốt. Anh em đang từng ngày để hợp nhau. Uzbekistan thì tụi em gần đây nhất thì cũng đã xảy chân với nó một trận, thì gặp lại đối thủ đó thì tụi em sẽ toàn đội cũng như toàn đội sẽ quyết tâm và giống như là thi đấu hết mình, cũng giống như là sẽ quyết tâm thi đấu với đội. Và giao hữu này cũng giống như là một kế hoạch để cho tụi em chuẩn bị cho năm 2025, thì toàn đội sẽ cố gắng và hết sức. Qua giải đấu vừa rồi thì tụi em cũng có thi đấu cọ sát với các câu lạc bộ nước ngoài, thì bản thân em cũng như là mọi người cũng có thêm thể lực, thì sẽ cố gắng và giống như là được thi đấu nhiều thì tụi em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Và giải sắp tới thì em nghĩ là em cũng như toàn đội sẽ, mọi người sẽ có thể trạng tốt nhất và thi đấu thật tốt cho giải đấu. Sau khi tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tới hết ngày 20 tháng 10, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ di chuyển tới Trùng Khánh, Trung Quốc vào ngày 21 tháng 10. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán chủ nhà Trung Quốc và đội tuyển nữ Uzbekistan trong cuộc rộ sát sắp tới. Thể thao quốc tế cũng có những thông tin rất nóng trong 24 giờ qua. Sau đây là những thông tin chính. Trận hòa hài hước của đội bóng số 1 châu Á. Nhật Bản đã bị Úc cầm chân ngay trên sân nhà Saitama Stadium 2002 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 với một kịch bản không ai ngờ tới. Sau khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên mà không có bàn thắng nào được ghi, Úc bất ngờ có bàn mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 57.
Đó là một tình huống tạt bóng không mấy nguy hiểm, nhưng trung vệ Sogo Taniguchi của Nhật Bản lại lung tung đá phản lưới nhà. Tràn lên để tìm bàn gỡ, có lẽ chính các cầu thủ Nhật Bản cũng đã phải bất ngờ khi đội tuyển Úc thân thiện đáp lễ. Ở phút thứ 76, đến lượt hậu vệ Cameron Burgess báo ân cho đội tuyển Nhật Bản với tình huống phá bóng đốt lưới nhà sau quả căng ngang của cầu thủ Nhật Bản. Tỷ số 1 đều được giữ nguyên tới cuối trận. Kết quả này giúp Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu bảng C với 10 điểm, còn Úc tạm xếp thứ 2 khi có được 5 điểm. Áp đảo hoàn toàn về chỉ số, Indonesia vẫn trắng tay trước Trung Quốc. Tung vào sân đội hình với 10 trên 11 cầu thủ gốc Hà Lan nhập tịch, Indonesia chủ động trên tấn công trong khi Trung Quốc chấp nhận phòng ngự phản công. Thống kê cho thấy toàn trận, Indonesia đã áp đảo hoàn toàn về các chỉ số tấn công, song ở thông số quan trọng nhất là bàn thắng lại thua kém. Trung Quốc có 5 cú dứt điểm và đều đến trong hiệp 1. Hai trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng nhờ công của Behram ở phút thứ 21 và Jang Yuning ở phút thứ 44. Sang đến hiệp 2, Indonesia dù đã rất nỗ lực nhưng cũng chỉ có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 nhờ công của tiền vệ Thomhey ở phút thứ 86. Thất bại chung cuộc 1-2 khiến Indonesia dậm chân tại hạng 5/6 bảng C, cùng có 3 điểm sau 4 lượt trận và chỉ hơn Trung Quốc về hiệu số bàn thắng bại. Kết quả này khiến tham vọng giành được 15 điểm, trong đó có 6 điểm tuyệt đối trong 2 lượt trận trước Trung Quốc của Indonesia đã phá sản hoàn toàn. Mục tiêu thực tế nhất của Indonesia lúc này là cạnh tranh vị trí hạng 3 và 4 của bảng đấu để bước vào vòng loại thứ 4 tranh vé vớt tới World Cup 2026. Dù vậy, điều này cũng là không hề dễ dàng. Lộ khả năng Messi tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Huyền thoại người Argentina Mario Kempes đã nói về khả năng Messi có thể chơi cho đội bóng xanh trắng tại FIFA World Cup 2026. Tại giải đấu sẽ diễn ra ở Bắc Mỹ, Messi sẽ bước vào độ tuổi 39 nhưng có khả năng anh vẫn sẽ là người dẫn dắt hàng công của Argentina. Mario Kempes giải thích với Start Perform: "Tôi nghĩ Messi sẽ đến đây với thể trạng tốt và thoải mái, vì MLS thực sự không đòi hỏi nhiều, mặc dù anh ấy đã tự đòi hỏi ở chính mình. Chắc là cậu ấy sẽ tham gia với tâm trạng khá thoải mái, nhưng trước tiên, chúng ta sẽ phải đợi qua vòng loại xem cậu ấy cảm thấy như thế nào, vì Messi mới là người quyết định xem mình có đủ điều kiện để vào sân và cống hiến hay không. Chúng ta sẽ không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra vì vẫn còn chặng đường dài phía trước." Thể lực sẽ là mối quan tâm của Messi khi Argentina tiếp tục chuẩn bị cho World Cup sắp tới. Nếu anh vẫn khỏe mạnh, việc tham gia và nỗ lực giữ lại chiếc cúp vàng danh giá này có vẻ sẽ rất khả thi. Kempes cho rằng chúng ta có cơ sở để tin Messi thực sự giữ được thể lực khi anh vẫn thường xuyên ra sân ở MLS. Messi hiện đang hội quân cùng đội tuyển quốc gia khi nhà đương kim vô địch thế giới tiếp tục các trận đấu tại vòng loại World Cup với trận đấu sắp tới với Bolivia diễn ra vào 7 giờ ngày hôm nay 16 tháng 10.